Kết quả Đức và Hàn Quốc World Cup 2018, châu Á bùng nổ phút bù giờ, tiễn nhà vô địch. Có lẽ chưa bao giờ người Đức lại bị đẩy vào hiểm cảnh éo le đến thế, và có lẽ cũng chưa bao giờ họ lại chết theo cách ê chè đến thế. Trước cuộc chiến sống còn với Hàn Quốc, người Đức có chút vốn liếng ít ỏi mà có thể hy vọng là họ đã từng toàn thắng cả năm trận khi đối đầu với đối thủ châu Á ở đấu trường World Cup Bản thân đội bóng xứ Kim Chi cũng hai lần trở thành nạn nhân của cỗ xe tăng ở giải bóng đá hấp dẫn nhất thành tinh. Thế nhưng trong một ngày điên rồ trên sân Kazan Arena, người Đức đã tự đẩy đọa chính mình trước khi bị trừng phạt bởi hai đối thủ. Không chỉ Hàn Quốc mà còn Thụy Điển, đội bóng bất ngờ đại thắng Mexico 3-0. Khán đài ở Kazan vẫn ngập tràn trong sắc trắng chủ đạo từ các cổ động viên Đức. Đầu đó vẫn thấp thoáng những bóng hồng vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng khi hàng vạn cổ động viên của cỗ xe tăng còn chưa kịp được một phen suýt xoa trước những màn phối hợp của các ngôi sao con cưng, họ đã phải thốt tim sau tình huống thủ thành Neuer mắc lỗi ngay trước vạch 5m50, suýt chút nữa biếu không bàn thắng cho Hàn Quốc. Xe tăng lầm lũi tiến công, cầm bóng cực kỳ vượt trội lên đến 75,4%, tung ra một loạt những cú dứt điểm, rồi những roi, Hummel, Ozin, Wander lại thi nhau suốt trượt thậm chí người Đức không ít lần nữa phải thoát tim sau những pha phản công ở tốc độ cao của Hàn Quốc. Nhưng may cho Neuer, khi Hương Minh Sơn và các đồng đội lại sút vọt xà ngang hoặc chạch cột dọc. Sau 45 phút đầu tiên, tuyển Đức vẫn bất lực hoàn toàn trong việc tìm đường vào khung thành của Hàn Quốc. Bên ngoài đường Pitch, huấn luyện viên Joachim Löw liên tục hiện lên vẻ mặt cực kỳ cao có. Còn hàng vạn cổ động viên áo trắng vẫn im phắc trên khán đài áp lực cho tuyển Đức tăng lên gấp nhiều lần sau giờ nghỉ bởi cặp đấu cùng giờ, Thụy Điển liên tục xe lưới Mexico. Đây là thời điểm mà người Đức buộc phải ghi bàn và cũng chỉ cần một bàn là đủ để xe tăng vượt Mexico trên bảng xếp hạng. Với quyết tâm trọc thủng lưới Hàn Quốc, huấn luyện viên do trên lớp tung liền hai cầu thủ tấn công là Mario Gomez và Thomas Muller vào sân. Nhưng ngay với hai kẻ đồng thế này cũng đành lực bất tòng tâm. Mặc dù liên tiếp tạo sức ép tạo ra rất nhiều tình huống ăn bàn, nhưng trong một ngày điên rồ, các chân sút áo trắng lại liên tục sút hỏng, hoặc không thể thắng được thủ thành Heon Juho. Hết sút xa lại đến đánh đầu, hết phối hợp trung lộ lại tới thực hiện tạt bóng từ hai cánh. Người Đức đã làm tất cả để tìm kiếm bàn thắng, nhưng lần lượt các cơ hội bị bỏ lỡ. Ngoài đường biên, ông lớp cũng như phát điên vì các học trò. Cao trào của trận đấu xảy ra ở phút 90, xuất phát từ một quả đá phạt vóc một cầu thủ Hàn Quốc sút tung lưới nói ơ các cầu thủ áo đỏ thi nhau ăn mừng trong sự lặng câm của số đông cổ động viên trên khán đài tưởng chừng trọng tài sẽ không công nhận bàn thắng vì xác định cầu thủ Hàn Quốc rơi vào thế việt vị thế nhưng điều đó lại không xảy ra sau khi theo dõi va trọng tài chính người Mỹ Mark Geiger đã quyết định công nhận bàn thắng cho Hàn Quốc đây cũng là chiếc đinh cuối cùng đóng lại nắp quan tài cho người Đức nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả chỉ ít giây sau đó, khi tất cả 11 cầu thủ Đức dồn lên tấn công trong vô vọng, bóng tới chân một cầu thủ Hàn Quốc, đội bóng châu Á thực hiện màn phản công vô cùng tốc độ trước khi có bàn thắng thứ hai, khi tiền đạo Hàn Quốc Sơn Hương Min sút bóng vào lưới trống. Tỷ số 0-2 nghiêng về Hàn Quốc chính thức được ấn định theo một kịch bản không thể tin nổi. Những giọt nước mắt đã rơi, rơi trong vô vọng và cay đắng đến tốt cùng. Người Đức chính thức trở thành cựu vương tại World Cup sau thất bại đáng xấu hổ bậc nhất trong lịch sử tỷ số chung cuộc Đức thua Hàn Quốc 2-0. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Dự đoán kèo Serbia gặp Brazil World Cup 2018, Neymar phô diễn kỹ thuật thượng thừa. Chỉ cần một kết quả hòa là giành vé đi tiếp nhưng nhà cái vẫn ra kèo brazil chấp khá sâu dự báo về một chiến thắng tưng bừng cho các vũ công sampa brazil đang tiến bước chậm mà chắc trên đất nga họ khởi đầu ì ạch trước thụy sĩ vất vả đánh bại costa rica trong phút bù giờ và kết thúc vòng bảng trên ngôi đầu nếu khuất phục serbia đêm nay ở chiều ngược lại serbia để thua ngược đầy tiếc nuối trước thụy sĩ với những quyết định có phần khó hiểu của người cầm cân nảy mực Pha lập công thứ 6 của Alexander Mitrovic trong 5 trận rõ ràng mang đến tín hiệu lạc quan. Tuy nhiên giờ anh sẽ phải đối mặt với một Alisson xuất sắc trong khung thành, người đã giữ sạch lưới Selecao 10 trên 13 trận gần nhất. Brazil đang lên tinh thần mạnh mẽ khi kết liễu Costa Rica nghẹt thở. Coutinho tiếp tục thăng hoa, thể hiện cái duyên ghi bàn với pha lập công thứ 3 liên tiếp trong 3 trận. Nhưng đáng nói hơn cả là Neymar đã mở kho bàn thắng Người hâm mộ đội bóng áo vàng kỳ vọng chàng hot boy sẽ tiếp tục nhảy múa và nâng cao thành tích lập công với dàn lực lượng hùng hậu và lối chơi ổn định. Nhà cái châu Á ra kèo Brazil chấp đến một trái 0-1, dù đoàn quân huấn luyện viên Tite chỉ cần một điểm là giành vé đi tiếp. Đội hình dự kiến: Sergi buộc phải thắng trong tình thế đẩy cao đội hình tấn công, họ hoàn toàn có thể sập bẫy phản đòn của Brazil trong 14 trận đấu gần nhất ở các giải chính thức. Các chân sút Selecao chỉ duy nhất một lần không ghi bàn và bất bại 13 lần. Thông số càng tăng thêm sự tin cho Neymar và các đồng đội. Tỷ lệ châu Á Brazil chấp hòa 0 1/2, tài xỉu 2 1/2, dự đoán Brazil thắng 3-1. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Nhận định kèo Đức gặp Hàn Quốc World Cup 2018, châu Á làm khó nhà vô địch. Hàn Quốc sẽ quyết chiến thắng bằng khả năng trước nhà đương kim vô địch Đức trong trận cuối cùng bảng F World Cup 2018 lúc 21 giờ ngày 27 tháng 6 trên sân Kazan. Hàn Quốc là đội duy nhất ở bảng F vẫn chưa giành điểm sau hai lượt trận vừa qua. Dẫu vậy về tinh thần chiến đấu, đại diện châu Á đã thể hiện được những điểm tích cực. Hy vọng vào vòng knockout là rất nhỏ, nhưng Hàn Quốc sẽ chiến đấu hết mình trước tuyển Đức lực lượng. Hàn Quốc không có Park Joho vì chấn thương, Đức mất trung vệ Boateng vì án treo giò, tiền vệ đi chấn thương mũi. Phong độ đối đầu, hai đội có ba lần gặp nhau trong quá khứ, Đức thắng hai trận, đều trong khuôn khổ World Cup. Hàn Quốc thắng một trận giao hữu. Hàn Quốc không thắng trong năm trận gần nhất, thua bốn và hòa một. Trong năm trận này, đại diện châu Á chỉ ghi một bàn thắng. Đức thua ba và thắng hai trong năm trận đấu vừa qua. Chiến thuật. Hàn Quốc vẫn chọn lối đá quen thuộc 4-2-3-1, ngôi sao Sơn Hồng Minh sẽ là điểm nhấn trong tấn công. Đức vừa may mắn thắng Thụy Điển và Chim Lâu sẽ gần như giữ nguyên bộ khung ấy. Hummel trở lại thay Boateng ở hàng thủ, Gundogan sẽ đá tiền vệ trung tâm, đồng nghĩa với việc Ozil tiếp tục ngồi ngoài. Macroroy đá số 10, Timo Werner lệch cánh để Gomez làm trung phong. Dự kiến đội hình Hàn Quốc 4-2-3-1. Hyung-gu Min Gu, -so, Yang, Jang Gun Hyun Soo, Jung Sung Jeon, Seon Min Je Sung, He Chan Seon Heung Min, Đức bốn hai ba một. Neuer, Kimux, Hummel, Rudiger, Hector, Cruz, Gundogan, Muller, Roy, Werner, Gomez. Nhận định: Hàn Quốc chỉ có cơ hội mong manh để vào vòng knockout nhưng đội bóng châu Á luôn chiến đấu bằng cả tinh thần lẫn trái tim Đức vẫn tồn tại nhiều vấn đề trong cách chơi vì vậy sẽ là một trận đấu hấp dẫn và nghẹt thở cho đến phút cuối kèo châu Á Đức chấp 2, tài xỉu 3 1/4 dự đoán Đức thắng 3-1 các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của trí thức câu tận Messi nói điều bất ngờ sau chiến thắng ngạt thở của Argentina trước Nigeria tại World Cup 2018. Với bàn thắng vào lưới Nigeria, cùng màn trình diễn đầy nhiệt huyết, Messi được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Giành chiến thắng 2-1 đầy nhọc nhằn, Argentina ghi tên mình vào vòng 1-8. Sau trận đấu, Messi chia sẻ, Chúng tôi tự tin sẽ chiến thắng trước trận đấu này. Thật là tuyệt vời khi chiến thắng theo cách này. Argentina xứng đáng được hưởng niềm vui. Chúng tôi đã phải chịu tổn thương quá nhiều, chiến thắng này là một sự cứu rỗi cho toàn đội. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ phải tổn thương nhiều đến thế. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây vì sự hy sinh lớn lao cũng như tất cả người dân Argentina đã theo dõi qua màn hình nhỏ. Màu cờ sắc áo đã gắn kết tất cả. Nhắc tới trận đấu với Pháp tại vòng 1/8, Messi tỏ ra khá bình tĩnh. Chúng tôi đã xem tất cả trận đấu của đội tuyển Pháp Họ là đội bóng chất lượng với nhiều cầu thủ kỹ thuật cử khôi, họ cũng có những đôi chân thần tốc biết làm nên sự khác biệt, đó chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn. Trong một diễn biến khác, ngay cuối trận Argentina và Nigeria thì huyền thoại Maradona đã phải nhập viện. Ngay sau chiến thắng của Argentina, một video clip ghi lại hình ảnh Maradona được dìu từ khu vực ngồi vào phòng VIP để chăm sóc sức khỏe. Ngay sau đó, hai nhân viên y tế đã được điều đến để chăm sóc cho huyền thoại người Argentina này. Tiếp theo, Maradona được chuyển thẳng đến bệnh viện San Petersburg để tiếp tục thăm khám và điều trị. Kết luận ban đầu của các nhân viên y tế trong sân vận động là ông bị choáng do huyết áp thấp. Tuy nhiên trong suốt trận đấu trên khán đài VIP, cậu bé vàng đã có nhiều biểu hiện khá không bình thường. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo.